dấu hiệu cho thấy Jack đang ủ mưu khuấy đảo V-pop lần nữa. Một, sau demo đom đóm, Virus hé lộ cùng Jack tuyên chiến KICM sắp có vụ lớn xảy ra. Có lẽ phía Virus và Jack quyết tâm làm đến cùng drama này. Vừa qua, Jack và Virus đã có màn kết hợp vô cùng thành công, tạo hiệu ứng mạnh với bản demo đom đóm. Có lẽ sau những năm tháng chôn vùi trong tăm tối, Jack đã tìm thấy ánh sáng và tự làm chủ cuộc sống, âm nhạc của chính mình khi kết hợp cùng với Virus. Trước đó, Virus cũng chính là người lên tiếng về vụ drama giữa Jack và KICM. Thậm chí, streamer này còn thẳng mặt lật tẩy bản chất sống bẩn của KICM khi đối xử tệ bạc với Jack. Chưa dừng lại drama này, mới đây trên trang cá nhân của Virus đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm. Đom đóm có thể chưa bay tới, nhưng một vụ nổ lớn sẽ xảy ra thôi. Nóng lòng lắm rồi. Streamer viết trên trang cá nhân, dòng status mang đậm chất tuyên chiến của Virus đối với phía nhà KICM. Hơn nữa, streamer này còn khẳng định đây chính là một vụ nổ lớn khiến nhiều dân mạng thêm phần tò mò. Nhiều người cho rằng đây chính là sự trở lại đầy mạnh mẽ của Jack sau hàng loạt scandal và sản phẩm đom đóm với sự kết hợp cùng Virus sẽ gây bão trên mạng xã hội. Mới đây, Jack đã chính thức xuất hiện với sắc mặt gầy nhom, nhợt nhạt trong một lễ trao giải thông qua đoạn video chia sẻ cảm xúc khi nhận được giải thưởng. Giọng ca Hồng Nhan cho biết anh đã chuẩn bị sẵn sàng để có màn trở lại đầy ấn tượng khi sức khỏe ổn định. Với động thái này của Jack và Virus, phải chăng cả hai đang chuẩn bị tung sản phẩm tuyên chiến với nhà KICM sau hàng loạt ồn ào bị bóc lột chất xám sức lao động? 2. 1977 Vlog tung video mới dân tình nghe đâu có mùi cà khịa KICM. Đến hẹn lại lên, sau khi đã nhá hàng các fan bằng đủ thứ hình ảnh gợi trí tò mò, thì cuối cùng, tối mùng 10 tháng 11, 1977 Vlog đã cho ra mắt một sản phẩm mới dựa theo tác phẩm Vợ Nhặt, một đáp án mà có lẽ cộng đồng mạng cũng đã đoán ra từ trước phần nào. Vẫn với phong cách như mọi khi, cảnh quay đen trắng, câu thoại hài hước và sâu sắc, Vợ Nhặt kẻ đi tìm tương lai của 1977 Vlog tiếp tục tạo ra một cú sốc. Và chỉ sau có nửa ngày đã trèo lên top 13 trending cũng như sở hữu tới 1,5 triệu lượt xem. Vẫn là những màn đối đáp cực kỳ ẩn ý giữa những nhân vật và trên hết là lồng ghép những chi tiết, diễn biến đang gây sốt trên mạng xã hội như thực phẩm bẩn, giá thịt lợn tăng cao. Nhưng đáng chú ý nhất lại chính là vụ ồn ào giữa Jack và KICM. Cũng vì thế mà sau khi video của 1977 Vlog ra mắt đã có khá nhiều bình luận từ phía cộng đồng mạng tỏ ra khá thích thú với đoạn hội thoại mà họ cho rằng mang tính cà khịa KICM cực mạnh. Đương nhiên, các clip của 1977 Vlog luôn được làm theo phong cách rất sâu sắc và chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng đã được các fan bàn tán một cách triệt để và dường như rất hào hứng thì phải. Giờ đây là một số bình luận của cộng đồng mạng. Có cần anh đệm đàn cho em hát không? KICM. Mẹ thương anh lắm. Mẹ anh thương anh lắm, cụ chẳng bao giờ vứt bỏ con cho dù con có thế nào. Có mùi rách đâu đây? Có cần anh đệm đàn cho các em hát không? Cà khịa đâu đó cực mạnh anh em nhỉ? Thế mới thấy vẫn giữ được phong cách của mình, 1977 Vlog luôn khiến các fan phải cực kỳ nhức não, suy nghĩ để thấm thía được từng ý nghĩa của các câu nói trong video. Nhưng khi hiểu hay được thông não thì mới thấy sướng gì đâu à, nhưng nhiều người phải cảm thán. Thế mới thấy việc 1977 Vlog một tháng mới ra mắt sản phẩm mới quả là điều hợp lý khi mà chất lượng nội dung sâu sắc tới như này cơ mà. Bên cạnh vậy, cà khịa KICM được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý thì Vợ Nhặt kẻ đi tìm tương lai lần này của 1977 Vlog tiếp tục hứa hẹn sẽ tạo nên những câu nói trending và đáng chú ý hơn là khả năng sẽ có không ít những câu quất tỏ tình cực kỳ đáng chú ý đâu nhé. Hay là em chấp nhận mã gen của anh nhé? Có ai nghĩ ra được pha cầu hôn nào bá đạo như thế này không? Thôi xong, với câu nói đi vào lòng người này thì có lẽ từ nay khi tỏ tình các thanh niên lại đòi bạn gái phải chấp nhận mã gen của mình thay vì làm vợ hay bạn gái anh nhé. Các anh em đồng giới cụ thể như Thái Vũ, ra thế phong tình, giờ nay đến 1977 ra video cũng cà khịa KICM như vậy, cho thấy việc Jack và KICM dạn nứt đã trở thành sự thật rồi. 3. Thâm Như Thái Vũ Pháp TV giúp thằng em Jack cà khịa KICM trực tiếp không vòng vo. MV mới của Thái Vũ Pháp TV được lấy cảm hứng từ drama của Jack và KICM đang gây bão trong thời gian qua. Mới đây, Thái Vũ Pháp TV vừa cho ra mắt MV ca nhạc mới mang tên Thế Phong Tình với sự góp mặt của nhiều thành viên Pháp TV như Huỳnh Phương, Vinh Dâu, Kim Ngân. Ngay từ tấm poster của sản phẩm này, người xem có thể dễ dàng nhận ra giống y hệt poster MV Hoa Vô Sắc của Jack và KICM.
Các hình ảnh cảnh quay trong MV đều được lấy cảm hứng từ câu chuyện của bộ đôi Jack và KICM đang gây ồn ào trong thời gian vừa qua. Những tình tiết trong MV của Thái Vũ đều khiến dân mạng liên quan đến scandal cơm không lành canh không ngọt giữa Jack và KICM cùng người mẹ nuôi kiêm quản lý. Trong MV này, Thái Vũ vào vai một chàng trai quê có đam mê âm nhạc. Vận may đổi đời khi anh lên thành phố đầu quân cho một công ty giải trí và được một người phụ nữ là mẹ nuôi đứng sau chống lưng. Nhờ sự giúp đỡ của quản lý mà chàng trai quê này nhanh chóng nổi tiếng. Tuy nhiên anh cũng phải đánh đổi nhiều thứ quý giá trong cuộc sống. Giống hệt như Jack, nhân vật này chịu sự quản lý gắt gao của người mẹ nuôi và bị bóc lột sức lao động, ép làm việc như một cái máy không có ngày nghỉ. Đỉnh điểm drama này là khi anh gặp được một cộng sự mới để kết hợp thành một cặp bài trùng gây bão V-pop. Tuy nhiên mọi chuyện không được như mong muốn khi Thái Vũ từ con cưng của công ty bỗng trở thành con ghẻ trong tay chẳng có gì, thậm chí phải chịu nhiều cay đắng, bất công, thậm chí là lời đe dọa. MV này ngay sau khi ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Hành động cà khịa cực khắt này của Thái Vũ Pháp TV nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ Jack. Trước đó, Thái Vũ cũng chính là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ Jack trước những ồn ào với công ty ICM. 3 dòng chia sẻ của Jack trong lễ trao giải Zing Music Awards năm 2019. Dù không xuất hiện, nhưng anh đã gửi một đoạn video quay sẵn để gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và các fan hâm mộ của mình. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi vinh dự và may mắn khi năm qua đã được đề cử như thế này. Tôi cũng không biết nói như thế nào, nhưng hy vọng sức khỏe sớm ổn định, công việc suôn sẻ để tôi có thể trở lại với âm nhạc. Hẹn gặp lại các bạn." Lời tuyên bố của idol như một khẳng định chắc nịch và một sự trở lại trong tương lai gần, cộng với những dấu hiệu ngày càng rõ ràng cho thấy các fan của Jack sẽ không còn phải chờ đợi lâu nữa đâu. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến những dấu hiệu cho thấy Jack đang sắp trở lại V-pop. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay thì nhớ like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm những video. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật các video mới nhất nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!